Vâng, trong thế giới trader của chúng ta có một trường phái gọi là trường phái nhang khói, và Cú Ca từng là một huyền thoại trong các trader nhang khói. Và hôm nay Cú Ca sẽ chia sẻ cho các bạn một bí mật, một điểm vào lệnh bí mật của hệ nhang khói, đó gọi là điểm vào lệnh deja vu. Mình đùa thôi các bạn à. Hôm nay mình sẽ có một bài phân tích về Bitcoin. Hiện bây giờ là 9 giờ 42 phút ngày 19 tháng 1. Và mình sẽ phân tích một chút trong dài hạn và ngắn hạn, và một điểm vào lệnh rất tuyệt vời mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn ngay bây giờ. Bây giờ chúng ta mở khung thời gian 3D lên, chúng ta thấy điều gì nè? Chúng ta nhìn lại cái đợt mà giá đi xuống một mạch như thế này nè. Thì mình luôn nói là cái đợt này nó đã đi rất là xa và nó sẽ có một cái đợt hồi phục tương đối, có thể 10.000 giá đó các bạn. Và đây mình sẽ chia sẻ các bạn hiện tượng này đã lặp lại ở quá khứ, mô hình này đã lặp lại quá khứ. Chúng ta cùng nhìn nhận nè, các bạn có thấy ở quá khứ nè, khoảng tháng 5 nó có một cái đợt sập rất là mạnh nè các bạn. Thì hiện tại cái đợt sập vừa rồi nó ứng với cái đợt sập đó, các bạn thấy cái sự tương đồng không? Tiếp theo là các bạn nhìn thấy nè, có một pha giật râu nè, các bạn thấy ở đây có một pha giật râu nè. Ồ, điều gì đang xảy ra vậy các bạn? Rồi các bạn thấy cái đây nè, đây là quả phá qua cây râu nè, các bạn thấy không? Đây là quả cũng phá qua cây râu cũ nè, các bạn thấy không? Ồ, có một sự trùng hợp đến kỳ lạ. Các bạn có nhìn rõ không? Là mình sẽ cho các bạn nhìn lại nè. Đây là cái râu cũ nè, các bạn thấy không? Đây là cây râu cũ nè, các bạn thấy không? Đều bị những pha Felbridge kêu. Đây, các bạn thấy cái này nó kêu cái này không? Kêu cái râu này không? Pha Felbridge này kêu cái râu này không? Và hiện tại còn một bước nữa thì nó sẽ rất giống như cái mô hình này. Đó chính là nó sẽ vòng một nhịp nhẹ và nó đập xuống tiếp, nó test cái vùng này hoặc sâu hơn ở vùng này. Thì đó, nó sẽ hoàn thành cái vùng này. Như vậy, đây gọi là deja vu. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem một điểm bắt lệnh tuyệt vời ở vùng 38.000. Đó, nó sẽ là một cái râu test như vùng này nè và nó đi lên. Đó. Vì sao mình luôn nhắc các bạn là khung 3D đi xa và nó sẽ hồi lên, và phân tích kỹ thuật cho ta biết rằng sẽ có một đợt hồi lên, nhưng mà cái đợt hồi đó rất là khó bắt. Thì mình sẽ khuyên các bạn bắt ở vùng 38.000 ở tất cả các video của mình. Vùng 38 và 9.000 là vùng bắt tốt. Thậm chí đôi khi nó sẽ có những cái lực xả tới vùng 35.000. Cái này, vùng này thì khung thời gian rất lớn nên chúng ta không thể có một cái giá chính xác được. Nhưng trên nhau 1-2.000 giá đối với khung 3D là rất đáng giá nha các bạn. Vì sao? Vì các bạn thấy này, chỉ cần một đợt hồi phục trên khung 3D thôi, nó có thể đi tới đây là 17.000 giá này, 20.000 giá này. Đương nhiên thì mình sẽ không kỳ vọng cái đợt hồi này đạt 20.000 giá, nhưng ít nhất cái đợt hồi này cũng phải đạt được 10 tới 15.000 giá đó các bạn. Và đợt hồi này mình luôn target nó về cái vai trái này nè các bạn. Đó là vùng 52 tới 54k. Ok, như vậy là trong khung dài hạn chúng ta có một cái cơ sở để chúng ta bắt một cái lệnh ở vùng 38.000. Vì cái mô hình nó đang có xu hướng lặp lại ở quá khứ nè các bạn. Đó, chúng ta thấy nè, hai mô hình đây rất gần nhau rồi, chỉ cần một pha quay về test cái đáy đây nữa thôi thì hai mô hình này trở về rất tương đồng với nhau. Đó. Thì trên khung thời gian lớn thì nó chạy rất khó chịu nên chúng ta cần phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn là yếu tố then chốt. Ok, bây giờ chúng ta mở lại các khung thời gian nhỏ hơn. Đây là khung H4 các bạn ạ. Khung H4 thì hôm qua mình đã ăn cái stop loss và giá tiếp tục đi xuống, quét cái râu đã nữa một lần nữa và đi lên. Cái việc giá chạy rất là khó chịu trong cái khung thời gian này cũng là bình thường, vì các khung thời gian nhỏ nó đang sideways. Đây mình vẽ lại các cái đường kháng cự hỗ trợ cho các bạn hình dung ha. Đây là cái vùng đỉnh cũ trên H4 này, khi giá nó sập xuống nó tạo cái đỉnh cũ này. Và đây là cú Felbridge của thị trường khi nó muốn phá qua đỉnh cũ nhưng không thành công. Đây là lần test thứ hai này các bạn. Đây là lần test thứ ba này. Qua 3 lần test không được nên nó đã bị đặt giá xuống cái vùng này. Và chúng ta coi như đây là một vùng hỗ trợ tốt cho giá trên khung H4. Và nó cũng là vùng qua rất nhiều cái râu này các bạn. Đó, qua rất nhiều cái râu này. Như vậy, hiện tại H4 nó đang nằm trong vùng sideways. Và chúng ta cùng quan sát cái chỗ này nè các bạn. Đây, mình vẽ một cái chen chéo trên khung H4 này các bạn. Đó, đó là cái chen chéo trên H4. Thì cái chen chéo này có ý nghĩa gì?
khi một cái đợt sóng lên nó lên như thế này, nó không lên thẳng mà nó cứ tích lũy như thế này á, thì chúng ta thấy là gì, cái chèn chéo này sẽ đóng vai trò là một cái đường để chúng ta xác nhận khi nó phá qua chèn chéo này nó sẽ là uptrend trên H4 nha các bạn, uptrend trên H4. Mình nhấn mạnh là chỉ là uptrend trên H4, và uptrend nó đi tới đâu thì trước mắt nó sẽ đi lại cái vùng 44k này các bạn, là cái vùng đỉnh cũ đó. Như vậy thì nếu giá H4 đóng nến trên vùng 42k9, đó là vùng 42k9, thì mình xem như đó là một uptrend trên H4. Đây mình sẽ vẽ ra cái đường đó, đây đường uptrend H4, và mình mở H2 cho các bạn thấy nè. Trên khung thời gian H2 thì hôm trước mình nói nó là downtrend đúng không ạ, thì hiện tại khung thời gian H2 vẫn nằm ở downtrend. Khi giá phá qua cái trend line như thế này nè, thì chúng ta coi như khung H2 đang nằm trong một cái downtrend nha các bạn. Thì tương tự như khung H4, giá phải phá qua đường 42k9, 42k9 thì mình xem như H2 quay trở lại uptrend. Thì cái điểm đó nó cũng là một cái điểm trên phá cái trend line chéo trên H4 H2 này các bạn, đó là điểm 42k9. Như vậy mình xem như vùng này là một vùng kháng cự rất mạnh nha các bạn, kháng cự rất mạnh. Vì thế nếu ai trade trong ngắn hạn có thể canh sót ở vùng này đi xuống một đoạn để ăn cái sóng xuống, vì chỉ cần giá phá qua vùng này trong trong ngày hôm nay thì coi như giá sẽ quay trở lại uptrend trên H2 và H4. Và nếu uptrend này nếu đi lên tiếp thì nó sẽ kéo được các khung thời gian như 1D, 2D lên, và chúng ta sẽ có đợt hồi. Đó, đó là cái tư duy trong cái giao dịch của mình, mình sẽ chia sẻ các bạn đó. Rồi, như vậy là chúng ta có những cái điểm hỗ trợ và kháng cự để chúng ta phân tích thị trường. Cái đáy đây là một cái đáy quan trọng nha các bạn, cái vùng đáy mà giá nó vừa test cái rau này. Vì nếu giá phá xuống này á, thì như mình nói khung 3D nó sẽ mò xuống cái đáy nữa, và cái khúc này rất là dài đó các bạn, cũng phải là 2-3 tới 4 ngàn giá đó. Nếu mà cái bài phân tích ở đầu video á, khung 3D á, nếu mà nó xảy ra hiện tượng déjà vu á, thì giá nó sẽ bị đập xuống khoảng 38k, thậm chí 35k nha các bạn. Cái khúc này thì mình không thể nói chính xác được, chúng ta phải cảm nhận thị trường và chúng ta vào lệnh thôi. Ok, như vậy thì hiện tại chưa có dấu hiệu cho cái uptrend. Ở tối hôm qua thì chúng ta chứng kiến một cái đợt hồi phục giá rất là mạnh trên khung H1, mình nhấn mạnh trên khung H1 và khung 15 phút thôi. Chúng ta nhìn lại nè, đó là một cây nến duy nhất trên H1, đợt hồi phục tối qua là một cây nến duy nhất trên H1, các bạn thấy không? Thì volume nó là volume gấp đôi bình thường, đó, một volume gấp đôi bình thường và một cây engulfing duy nhất. Thì sau cái cây nến này thì chúng ta không thấy sự tăng trưởng nào nữa trên khung H1. Như vậy thì mình đánh giá cái đợt tăng tối qua không có gì là đặc biệt lắm trong cái khoảng thời gian giá nó sai qua như thế này, thì việc giá bật lên một cái như thế này đối với mình nó không có gì lạ lắm đó. Và giá theo 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 nhận định cá nhân của mình thì nó vẫn còn nằm trong vùng tắc nghẽn và nó sẽ sai quay tiếp. Và đương nhiên như mình nói, kịch bản bắt ở dưới 38k vẫn luôn, mình đã cho cả tuần này rồi, nó vẫn luôn luôn có giá trị nha các bạn. Các bạn nếu đủ kiên nhẫn các bạn sẽ ăn được con sóng hồi này. Bây giờ chúng ta xem H1 sai quay rồi, nếu như chúng ta không đủ kiên nhẫn chúng ta bắt ngay bây giờ thì sao? Mình sẽ phân tích một chút về tâm lý của chúng ta nếu chúng ta vội vàng vào lệnh nha các bạn. Như vậy đây là một cái vùng sai quay, thì hôm qua mình có vẽ một cái chỗ này mình gọi là đường đảo trên H4 đó. Tuy nhiên thì giờ H4 nó đã đi loằng ngoằng như thế này thì cái đường này không gọi là đường đảo trên H4, nhưng nó vẫn là một kháng cự hỗ trợ rất tốt, vì nó là cái đường mà có rất nhiều cái râu nó test ở vùng này nè, nên mình xem như đó một vùng kháng cự hỗ trợ rất là tốt đó. Thì chúng ta cùng nhận định nè, và đây là một cái đỉnh cũ nè các bạn. Nếu mình nói là nếu nè các bạn mua ở đây đi, giả sử các bạn mua ở đây, chúng ta vội vàng đi, chúng ta mua ở đây, giá nó lên một chút rồi nó bị đập xuống, rồi nó lại bị đập xuống như cái vùng mình nói, thì chúng ta sẽ mất tinh thần, chúng ta không thể nào ăn được cái lệnh này, và dễ là chúng ta sẽ cắt lỗ khi nó phá qua cái đáy này đó. Và hoặc là chúng ta chờ nó break hẳn qua chỗ này thì sao, giá nó lên nó gặp cái đỉnh cũ này có thể nó bị đập xuống này và nó đi xuống này đó. Nên là khi mà chúng ta đánh trong cái khung sai quay như thế này thì tâm lý chúng ta, một là chúng ta lơ đi, chúng ta đặt stop loss thật là xa, chúng ta lơ đi. Hai là chúng ta canh những cái điểm vào lệnh tốt hơn. Thì nếu chúng ta bắt trong vùng sai quay giá nó cứ lập sình sập sình thì chúng ta sẽ có lúc chúng ta thấy ăn rồi lại thua, rồi lại ăn rồi thua, làm chúng ta rất là mất tinh thần đó. Và nên là mình nói các bạn khuyên các bạn nên tìm một cái điểm vào lệnh tốt hơn, và để cho mọi thứ nó suôn sẻ và tinh thần chúng ta thoải mái ăn Tết, thì tốt nhất là chúng ta vẫn
canh cái vùng 38k hoặc là thấp hơn để chúng ta bắt. Đây chúng ta sẽ cảm nhận thôi, mình không có chắc được điểm đó là ở đâu đâu. Đó, đó là những cái vùng bắt lệnh tốt cho chúng ta. Các khung thời gian như H4 hiện tại thì nó nằm dưới cái đường trendline này thì nó không rõ xu hướng các bạn ạ. Không rõ xu hướng. Khi nào mà nó phá dứt khoát qua cái vùng này thì chúng ta lại có xu hướng giảm trên H4. Và đương nhiên nếu xu hướng giảm trên H4 thì chúng ta hoàn toàn có thể canh cái vùng 38 tới 35k. Còn nếu mà nó cứ lình xình như thế này nó bật lên á thì chúng ta rất là khó bắt. Nếu lình xình nó bật lên thì chúng ta có thể canh, chúng ta bắt đầu đó cái vùng 42k5. Nhưng mà như mình nói cái vùng kháng cự ở vùng 42k9 nó rất là mạnh. Và chỉ cần phá vào vùng đó thì có thể coi như H2 và H4 rơi vào uptrend tiếp. Tuy nhiên rơi vào uptrend tiếp thì vẫn có cái kháng cự trên đầu nó nên là chỗ này khó đánh như mình đã nói. Thà mình bắt thấp thấp để mình ăn lên nó dễ hơn nha các bạn. Đánh trong vùng sideways rất là khó chịu. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ nha các bạn, hệ nhân khối có một điểm bắt lệnh rất là đẹp. Đó là vùng rất giống nhau nè. Chúng ta cùng áp cái vùng này vào chỗ này và chúng ta sẽ ăn một cái đợt sóng hồi. Cảm ơn các bạn đã xem.